Hôm nay nhân dịp có một cái file ở bên Đài Loan gửi về, nhờ bên mình dịch giúp để cho họ in cái file đó ra cho công nhân ở bên nhà máy học ấy. Thì mình thấy có một vài câu khá là đơn giản. Tuy nhiên thì họ nhờ như vậy thì chắc chắn là nó sẽ thiết thực, nó hay dùng ở trong hàng ngày. Cho nên là mình tiện đây mình cũng chia sẻ với các bạn luôn về những cái câu đó. Câu này: tôi bu chỉ của chua chua là chừng trai cái của ý chữ chi huệ. Tôi bu chỉ nghĩa là xin lỗi, của là tôi, chua là làm, chua là sai hoặc lầm, ở đây hiểu là sai. Của chua chua là nghĩa là tôi làm sai rồi. Chiếng nghĩa là xin, trai. Các lưu ý từ trai này, chữ cứng nó như này, nó thể hiện là lặp lại mà hành động, lặp lại hành động. Trai cái của mình hiểu là gì, cho tôi thêm, hoặc là lại cho tôi, như mình hiểu là cho tôi thêm thì hay hơn, cho tôi thêm. Ý chữ là một lần. Một lần. Vậy trai cái của ý chữ nghĩa là cho tôi thêm một lần nữa. Chi huy là cơ hội. Thì câu đấy là gì? Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi làm sai rồi. Xin cho tôi cơ hội thêm một lần nữa. Đó, nếu bạn không dùng từ ý chi này, bạn dùng từ ý cưỡng cũng được. Nghĩa là tôi làm sai rồi, xin cho tôi thêm một cơ hội nữa, cũng đều được. Thì đó, đây là cái câu mà người Đài Loan người ta gửi cho mình. Thì nó họ dùng lại ý chi. Câu thứ hai: cung chua tung chua eo khoai phản ứng eo hảo. Cung chua nghĩa là công việc, tung chua nghĩa là động tác đó. Vậy cung chua tung chua nghĩa là cái động tác làm việc ấy. Eo là phải, khoai nghĩa là nhanh, động tác làm việc phải phải nhanh. Phản ứng là phản ứng, phản ứng eo hảo, phản ứng phải gì, phải tốt, nghĩa là ý người ta muốn nói là các bạn khi làm việc thì động tác nó phải nhanh nhẹn lên đó, và cái phản ứng của mình với công việc ấy, với lại cái việc người đài người ta nói ấy, thì mình phải 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 phải, phải đáp ứng tốt, chứ chứ đừng có mà kiểu phản ứng theo kiểu là chậm chạp ấy. Nghĩa là người ta chỉ mình, nhưng mình kiểu cảm giác phản ứng nó không được nhanh nhạy, không được, nó kiểu nó cứ lờ đờ kiểu như vậy thì người ta không thích kiểu như thế. Câu số 3: trưa cưa cung chùa man tiện mấy quan gì. Trưa cưa cung chùa nghĩa là công việc này man tiện, chậm một chút, mấy quan gì nghĩa là không sao đâu. Mình hiểu là công việc này chậm một chút cũng gì cũng không sao đó. Trưa cưa cung chùa man tiện mấy quan gì. Câu số 4 này: sử dụng hoàn thành công具 eo phang nguyên lai tại địa phương. Sử dụng nghĩa là sử dụng, hoàn thành mình hiểu là hoàn thành. Tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta hiểu là gì, là xong, sử dụng xong. Cung具 là công cụ dùng sản xuất đấy, hoặc chúng ta hiểu là dụng cụ cũng được. Nó từ dụng cụ là dung trị đúng không, nhưng mà tuy nhiên người ta dùng từ công具 thì cũng không sai nhá, nghĩa là sử dụng xong công cụ. Sử dụng xong rồi, công cụ yo là phải, phang đặt là để đúng không, nguyên lái nghĩa là sở dĩ hoặc là ban đầu, đây mình hiểu là ban đầu, những cái gì thuộc về ban đầu ấy. Nguyên lái tự tỳ phang, câu chữ tự thì lại thôi, tỳ phang nghĩa là địa phương, nhưng mà chúng không dịch hiểu là địa phương, mình hiểu là gì, chỗ nơi. Vậy nguyên lái tỳ phang nghĩa là gì, chỗ ban đầu. Chỗ ban đầu là vị trí ban đầu. Nếu nói chỗ thì đúng hơn, vị trí ta từ gì, từ quay trừ, nhưng mà tuy nhiên nó dịch vị trí cũng được, nghĩa nó na ná nhau thôi. Còn nếu dịch chuẩn thì là gì, là chỗ. Dụng cụ sản xuất, dụng cụ sử dụng xong, hoặc là sử dụng xong dụng cụ, phải để ở gì, để vào vị trí ban đầu, để vào chỗ ban đầu. Đó chính là câu số 4. Câu số 5: sang xa ban eo tả hả.
Câu rất là quen thuộc, sang xe apan. Kết hợp của hai từ gì? Từ sang pan là đi làm và xe apan là tan làm, đúng không? Vậy sang xe apan nghĩa là đi làm và tan làm. Yêu phải tá khả giật thẻ. Giật thẻ để chấm công ấy. Đó. Rồi câu số 6. Yêu bảo công chúa chúa hảo trái khứ ý lý khai. Yêu là phải. Câu chữ bả. Câu chữ bả dịch thì động từ thôi. Nói chuyện với câu chữ bả này thì mình có nghĩa là khi mình dạy level online thì có một chị bảo là đến câu chữ bả này thì cứ nhớ thầy giáo dạy trên clip là phải dịch bắt đầu từ gì thì động từ, nên là trong đầu lúc nào cũng nhớ như vậy. Rồi thì mình thấy rất là hay, bởi vì trong những clip mình hay kiểu nói như vậy, nghĩa là câu chữ bả dịch từ động gì, động từ trước đúng không, một câu chữ tợ để dịch ngược lại đó, thì các bạn nghe nhiều thành quen rồi, xong rồi mình dịch cái gì đó để mình cứ nhớ nhớ trong đầu như vậy thì dịch nó sẽ nhanh hơn đó, thì nó cái rất là hay. Không biết chị Hương có xem clip này không, nếu xem clip thì mình nhận ở bên dưới nha. Dịch từ động từ này là chùa. Chùa, cung chùa nghĩa là làm việc đúng không, em hiểu danh từ thôi, là công việc. Phải gì, phải làm xong công việc. Chùa hảo nghĩa là làm xong. Làm xong, cung chùa là công việc, phải làm xong công việc. Còn chữ bản này kệ nói nhé, các bạn cứ nhớ là nếu có chữ bản này các bạn cứ dịch này, đừng dịch cái danh từ này trước mà phải dịch bắt đầu đến cái động từ phía sau này, đó, xong dịch lộn lại đến danh từ. Trái, trái nghĩa là gì, là mới, khứa ỷ mới được hoặc mới có thể. Lý khai, lý khai là rời khỏi, rời đi. Ý là nói là gì, phải làm xong công việc thì mới được gì, mới được rời đi, mới được rời đi. Nhưng chứ đừng đừng đang làm dở công việc rồi lại bỏ đi làm việc khác hoặc là bỏ đi làm gì đó thì như vậy là không được. Đấy, câu số 8. Pu tùng eo quân eo yếu lì mau. Pu tùng không hiểu, eo phải, quân là hỏi, không hiểu thì phải gì, phải hỏi. Eo phải, hiểu là có, lì mau, lì mau là lễ phép. Không hiểu phải phải hỏi, và hỏi thì phải có gì, có lễ phép. Thì các bạn nhớ là cái từ hỏi mình hay nói là từ chỉ quân đúng không, chỉ quân là xin hỏi đó, thì thêm từ chỉ quân vào thì nó sẽ câu văn nó sẽ có lễ phép hơn. Các bạn nhớ cho mình thế. Ví dụ bảo là gì, trưa cưa eo chẩm mơ bàn, cái này phải làm như thế nào. Nói nên mình nói như vậy thì người ta ý như kiểu là gì, là ra lệnh đúng không. Tuy nhiên nếu mình nói là gì, chỉ quân chú trọng trưa cưa eo chẩm mơ bàn, nghĩa là xin hỏi tổ trưởng cái này phải làm như thế nào, thì nó là một cái nghĩa khác rồi. Đấy thì nó câu văn nó lễ phép hơn rất nhiều. Nên các bạn nhớ là muốn hỏi cái gì thì cứ thêm từ gì, từ chỉnh quân vào, chỉnh quân vào, rất là lễ phép. Câu số 8. Ủa chua hảo đó, tôi làm xong rồi. Câu này mình đã từng nói. Xen trai ủa eo chua sở mơ. Xen trai nghĩa là bây giờ, ủa nghĩa là tôi, eo phải, chua sở mơ phải làm cái gì, bây giờ tôi phải làm cái gì. Câu số 10. Eo chú ý an toàn, eo phải, chú ý là chú ý, an toàn nghĩa là an toàn, phải chú ý an toàn. Câu này cũng dễ thôi. Câu 11. Tha chai chào nỉ, tha chai chào nỉ. Tha, ở đây mình có hai từ tha, tuy nhiên khi đọc ấy, thì mình đều đọc là tha hoặc cả thôi. Khi viết thì mình mới dùng hai từ này để phân biệt là nam hay nữ. Tha này thì là tha nam, có bộ nhân đứng này là tha nam, còn tha có bộ nữ này thì gọi là tha nữ. Tha nam thì dịch là gì, anh ấy ông ấy đúng không, tha nữ thì dịch là gì, cô ấy bà ấy chị ấy đó. Trai, trai là đang, cho gọi, nhỉ bạn đúng không, anh ấy hoặc là cô ấy đang gọi bạn kia. Thế câu số 11. Câu số 12. Suy yêu của băng máu mà. Suy yêu cần. Cần gọi là yêu cầu. Nên hiểu là cần. Ủa là tôi. Băng máu giúp đỡ mà không đúng không. Thì câu là gì? Có cần tôi giúp đỡ không? Cần tôi giúp không? Suy yêu của băng máu mà. Có cần tôi giúp đỡ không? Hoặc gì là gì? Cần tôi giúp đỡ không? Tuy nhiên nếu các bạn nói là mình đi về